Thưa quý vị, là như vậy, sau rất nhiều ngày tháng chờ đợi, cuối cùng ngày mà người hâm mộ Việt Nam háo hức được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu cũng đã đến. Vào 23 giờ 45 phút ngày hôm nay, những chiến binh sao vàng sẽ tiếp tục con đường vươn lên lịch sử khi đối đầu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng tôi phải thắng Indonesia. Thưa quý vị, là tham dự buổi họp báo trước trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao sự chuyển biến của Indonesia trước Thái Lan, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. So với trận lượt đi, đội tuyển Indonesia đã có những sự thay đổi rất nhiều. Huấn luyện viên của họ cũng thay đổi. So với hồi đó, họ chỉ còn duy nhất một người, không còn cầu thủ nhập tịch nào cả. Đa số họ đều là lứa xuất thân từ SEA Games năm ngoái và bổ sung thêm một số cầu thủ cực kỳ trẻ chuẩn bị cho SEA Games năm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam mở đầu buổi họp báo. Dưới sự huấn luyện của ông Shin Tae-yong, họ rất trẻ, rất khỏe, nhiệt huyết, máu lửa và cực kỳ năng động. Ông Shin đã huấn luyện cực kỳ tốt cầu thủ của mình, cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng, nên cầu thủ sẽ phải thực hiện đúng chiến thuật để có kết quả tốt. Vị tuyển trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh thêm. Trong khi đó thì Captain Hải Quế nhận định trận đấu này chắc chắn là khó hơn cực kỳ nhiều so với trận lượt đi, bởi Indonesia đã có nhiều sự thay đổi từ cầu thủ mới, trẻ hơn, khỏe hơn, máu hơn và bóng rát hơn. Huấn luyện viên mới, tinh thần cao, khát khao thể hiện mình để chuẩn bị cho SEA Games và họ cũng xem đây là một cữ tập dượt dành cho những giải đấu tiếp theo. Qua trận đấu khi họ thi đấu với cả Thái Lan thì cũng các cầu thủ Việt Nam cũng đã được xem họ thi đấu ở trận đấu với Thái Lan thì cũng thấy là cái tinh thần chiến đấu của họ khi bị dẫn bàn cũng rất là cao và chắc chắn là ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật là tốt về cả về chiến thuật cũng như là cái tinh thần chiến đấu trong trận đấu ngày mai và chắc chắn là mục tiêu hướng tới của đội tuyển Việt Nam vào ngày mai chắc chắn vẫn sẽ là 3 điểm ở trận đấu với Indonesia vào ngày mai. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cho rằng ở bảng đấu này ngoại trừ Indonesia không còn cơ hội đi tiếp thì các đội khác vẫn còn nguyên cơ hội. Indo đã thay đổi rất nhiều, cầu thủ trẻ thì luôn muốn thể hiện và có những sự quyết tâm và điên rồ nhất định. Trong trận đấu này thì sẽ không phải dễ dàng với đội tuyển Việt Nam nên toàn đội sẽ phải cố gắng từng trận, sau đó mới nghĩ đến đối thủ tiếp theo. Nghỉ thi đấu lượt trận đầu tiên cũng có thể xem là một lợi thế của đội tuyển Việt Nam, có thể theo dõi cái đối thủ trước, nhìn nhận, đánh giá và có những phương án tiếp cận, nhưng đó chỉ là lợi thế nhỏ nhỏ mà thôi. Quý Hải kết luận. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng cho rằng cầu thủ Indonesia còn trẻ nên họ muốn chứng tỏ bản thân mình và năng lực của mình và ghi điểm với huấn luyện viên mới. Họ chơi quyết tâm cực kỳ cao trong trận gặp Thái Lan. Họ mạnh trong khả năng xâm nhập ở tuyến hai, chiếm lĩnh các khoảng trống. Tính từ khung thành Việt Nam lên, họ tấn công cánh trái rất nhiều, đặc biệt là số 10, số 14 và Evan Dimas cũng là một cái tên rất phải lưu tâm, nên cao trò của ông phải cẩn thận ở phía đó. Ở Asian Cup thì thời tiết mát mẻ hơn, còn bây giờ thì nóng hơn, một số cầu thủ cùng vị trí cũng đã quen thuộc. Còn lại thì phải thích nghi với điều kiện thời tiết hiện nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói trước khi khép lại buổi báo. Ông Shin Tae-yong, Park Hang-seo là hình tượng người hùng ở Hàn Quốc. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang thổi một luồng sinh khí rất mới vào bóng đá Indonesia. Cách làm quyết liệt, táo bạo, rắn mặt và đầy tính kỷ luật của ông đã khiến cho xứ vạn đảo thay đổi lột xác cả về tinh thần lẫn lối chơi. Sau trận hòa 2 đều trước thêm trận gặp đội tuyển Việt Nam, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 đã cho biết đây là một trận đấu đầy khó khăn dành cho Indonesia. Cao thủ của Indo thì rất tự tin bởi kết quả từ trận Thái Lan là rất tích cực, tinh thần và khí thế của họ đang lên. Indonesia thì gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ chơi quyết tâm, nỗ lực để giành kết quả có lợi. Đội tuyển Việt Nam là một điểm rất mạnh. Tôi đã xem các trận đấu trước, các bạn tấn công phòng ngự đều rất cân bằng. Trong trận này thì truyền thông Hàn Quốc cũng thống kê huấn luyện viên Shin Tae-yong từng thắng tới 8 trên tổng số 10 lần đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo khi cả hai dẫn dắt những câu lạc bộ ở K-League. Tuy nhiên, huấn luyện viên của Indonesia không cho rằng kết quả tương tự sẽ đến một cách thuận lợi với ông và đội tuyển Indonesia. Mọi thứ bây giờ chỉ là quá khứ, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo giờ đã hay hơn, tốt hơn so với quá khứ. Indonesia thì cũng sẽ muốn làm tốt nhất. Có lẽ truyền thông của Hàn Quốc đang rất háo hức với trận đấu này vì đây là cuộc đối đầu giữa hai người đồng hương Hàn Quốc, giữa tôi và ông Park. Ông Park là huấn luyện viên giỏi, được yêu mến tại Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính là hình tượng người hùng ở Hàn Quốc. Tôi thì từng làm ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2018. Trận đấu tới sẽ vô cùng thú vị. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết thêm. Huấn luyện viên Hàn Quốc mắng té tát phiên dịch tuyển Indonesia trước mặt phóng viên Việt Nam. Thưa quý vị, là huấn luyện viên Shin Tae-yong là một người cũng rất nóng tính và rất dứt khoát. Ông đã nổi giận, thậm chí rất cáu với phiên dịch tiếng Indonesia, Anh sau cuộc họp báo trước trận gặp Việt Nam.
huấn luyện viên Sitarang đã rất giận, dẫn đến tím người với phiên dịch của đội tuyển. Ông mắng luôn: "Cậu phải dịch chỗ đủ thì mọi người đây mới không hiểu nhầm. Cậu mà dịch cứ cắt chỗ này chỗ kia thế à? Tôi nghe cậu tôi còn hiểu cậu nói cái gì đấy nhá. Dịch cho chuẩn vào." Ở cuộc báo thì huấn luyện viên Sitarang nói tiếng Hàn Quốc. Một phiên dịch sẽ chuyển sang ngôn ngữ Indonesia, sau đó một phiên dịch khác lại dịch từ tiếng Indo sang tiếng Anh. Huấn luyện viên Sitarang là người biết tiếng Anh nên khi nghe bản dịch bằng tiếng Anh ấy, thì ông lại cảm thấy không hài lòng, bởi vì có lẽ đã có sự ăn bớt ăn xén từ phía phiên dịch này. Sau khi kết thúc cuộc báo, ông rời chỗ ngồi và xuống gặp trợ lý người Hàn Quốc, tỏ ra rất giận dữ. Khi các phóng viên Việt Nam đặt thêm một số câu hỏi cho tiền đạo Egi, thì ông Sitarang tiến đến và mắng phiên dịch Indonesia Anh té tát vào mặt. Sau đó, ông đi ra sân tập của đội tuyển. Ông cũng hơi bực vì cuộc họp báo bị kéo dài và buổi tập làm quen sân đã lại mất ít phút. Công Phượng Văn Hậu cực kỳ sung mãn làm quen sân, sẵn sàng quyết đấu với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập làm quen sân Amatom. Rất đặc biệt là buổi tập này thì đội tuyển Việt Nam mặc những chiếc áo không có số. Đây rõ ràng là ý đồ vô tình có tính toán của bà huấn luyện trước sự quan sát rất kỹ của đối thủ và các phóng viên nước ngoài. Trước khi đến với phần khởi động, huấn luyện viên Park đã họp toàn đội một cách đầy nghiêm túc. Tất cả đồng thanh hô quyết tâm to, thể hiện một khí thế hừng hực, sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia. Ba thủ môn cùng với huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam chụp một kiểu ảnh rất tươi cho buổi tập làm quen sân. Nhìn nét mặt của họ, rõ ràng là rất sẵn sàng và ai cũng đang chờ đợi, chờ lệnh của thầy Park nhận nhiệm vụ vào sân và thi đấu. Hai cầu thủ Trọng Hoàng và Đình Trọng chắc chắn sẽ không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu ở chỗ này do họ đã nhận đủ thẻ phạt. Đội tuyển Việt Nam cũng cần phải đề phòng với những trường hợp của Tiến Linh, Quang Hải và Duy Mạnh. Những cầu thủ này đều đã dính một thẻ vàng và nếu ai trong số họ phải nhận thêm thẻ vàng nữa thì sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo với Malaysia trước một đối thủ cũng rất mạnh. Toàn đội hoàn toàn khỏe mạnh và sung mãn. Qua hình ảnh thì chúng ta có thể thấy không rõ lắm, nhưng theo các phóng viên của Vietnam Sport tác nghiệp tại Dubai, đội tuyển Việt Nam ở buổi tập này có một tinh thần ở mức ngút trời. Lúc này thì truyền thông Indonesia đang cực kỳ quan tâm đến Văn Hậu. Có thể coi Văn Hậu là nỗi ám ảnh, là hung thần với đội bóng nước này. Hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định anh đã bình phục chấn thương gối và chỉ còn cuốn băng ở chân để đảm bảo cho sự tự tin. Ở chỗ này thì huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để giữ chân cho Văn Hậu. Theo tờ Goal của Indonesia, chủ tịch Iriawan của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI vẫn chưa quên thất bại ở chung kết SEA Games. Ông Iriawan cho rằng chấn thương mà Văn Hậu gây ra cho Evan Dimas đã khiến U22 Indonesia thất bại nặng nề. Do đó, người đứng đầu của PSSI yêu cầu, thậm chí là chỉ đạo Indonesia phải đánh bại Việt Nam. Tuy nhiên, Indo bây giờ thì cũng không còn là đội bóng yếu ớt, bạc nhược như dưới thời huấn luyện viên Mark Manemi nữa. Do đó, đội tuyển Việt Nam cần có sự hiện diện của cầu thủ giàu kinh nghiệm, có tình hình tốt và phòng ngự ấn tượng như Văn Hậu để đảm bảo sự chắc chắn ở hành lang trái. Có hay không sử dụng Văn Hậu? Nếu có thì sẽ thi đấu bao nhiêu phút? Có lẽ vào thời điểm này, trong đầu huấn luyện viên Passer đã có câu trả lời. Chúng ta cùng chờ đón quyết định của chuyên gia người Hàn Quốc vào 23:45 ngày hôm nay trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6. Ngoài ra, cuộc đấu sức này cũng được phát trên nền tảng mạng xã hội của Facebook và YouTube Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cùng giờ, đội tuyển Việt Nam sẽ trận đấu sống còn của Thái Lan với UAE. Và nếu như để thua ở trận đấu này thì Thái Lan sẽ không còn quyền tự quyết để đến với tấm vé đi tiếp. Đổi lại, nếu Thái Lan giành được 3 điểm thì đây cũng sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Những hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam làm quen sân với khí thế hừng hực sẽ thay cho lời chào của ekip làm chương trình Vietnam Sport. Chúng tôi bây giờ thì cũng mong quý vị và các bạn gửi những lời chào, những lời chúc tốt đẹp nhất đến với đội tuyển Việt Nam ở chiều này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cốc cốc, trình duyệt tốt nhất để xem Euro, link trực tiếp cực nhanh, cực nét, chất lượng miễn chê.